một và đẩy lên, nó mồ hôi nó sẽ cháy như chỗ này nè, và cái cơ khi mà mình kéo lên thấy bên đây nó căng cứng hết trơn luôn, mông thì nó chắc lại. Rồi đổi bên, căng ngược lại để chúng ta đẩy qua. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chào mừng mọi người đã đến với 28 ngày kết thúc hoàn thiện cơ bản cùng Emoy Spot. Hôm nay là ngày số 25 và chúng ta đã gần tới đích rồi. Bây giờ cố lên, biết chắc chắn rằng tới đích thì các chị sẽ đẹp. Gần tới đích rồi là sắp đẹp rồi, nên là cố gắng thêm. Cứ mỗi ngày chúng ta thêm một chút nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động, xoay hết phần gốc cổ của mình qua, giãn hết cổ ra luôn, xoay về. Cứ mỗi ngày khi mà chúng ta tập 30 tới 40 phút như thế này nè, thì mình sẽ dành 5 phút, trong đó có 5 phút để mình khởi động, để làm nóng các khớp cơ lên. Xoay về. Xoay bắp đặt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Người ngược về. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và xoay hông. Chúng ta sẽ xoay hết cái phần bụng dưới này của mình, xiết lưng eo lại. Đỡ
và nhấc nhẹ mông. Chúng ta dùng cột sống để hoặc là dùng đùi sau để
dậy, căng ngực, đẩy mông, nhịp mạnh là nhịp ra sau. Trở bên. Ngực.
em chờ đợi một cơn mưa sẽ rơi sạch giọt nước mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình. 34, 35, 36, 37, 38, 39,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 và 50. Rồi thẳng chân ra thì chúng ta sẽ tập cái phần vai này của mình nè, để cho cái phần này của mình nó đẹp. Phần này thì thường á, cái chị đứng cái chị rất là dễ bị gãy cái gù cái lưng, thế là mình không mặc được hết cái phần bàn tay cánh tay như thế này. Thì bây giờ khi mà mình nằm á, nếu như các chị nào mà thích có cái xương quai xanh á, kiểu như cái này, cái xương này mà không phải là ướt nó móc vô nha, mà cái đường rãnh như đây là nó sống chắc cái đường ngực này của mình, là nó sống luôn chứ. Cách tay lên mở ra thì mình sẽ đặt cái chắc này. Một, hai thì nó sẽ giãn ra đây nè, ba đó nó đi nè, bốn thì thấy không, năm mở ra, sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi, hai mươi mốt, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 đó. Thì nó sẽ vào hai cái phần xương quai xanh và phần bả vai với phần bắp tay của mình á. Rồi các chị ngồi dậy. Rồi đợi lên. Và chúng ta sẽ gồng cơ bụng 2 phút nha. Gồng cơ bụng giống như bữa gì đấy, gồng lên. Rồi để thoải mái như nè. Giữ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và khi bụng cứng vào lên chúng ta sẽ xoay. Sau chúng ta sẽ đứng thẳng được. Sống cho bụng của mình qua lên lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xong. Chúng ta đã xong ngày 25. Hít sâu và thở. Hít sâu, thở. Hít sâu và thở.
Và chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là đã kết thúc 28 ngày này. Và cứ mỗi ngày thì em tin là các chị sẽ cảm nhận bó cơ rõ hơn, chắc hơn và cảm thấy người mình nó khỏe hơn. Và trong quá trình luyện tập mà mình có cảm thấy đau, mình cảm thấy mệt, mình cảm thấy nhức mỏi như thế nào đó thì hãy là để lại bình luận hoặc là vào trang fanpage của Emosport để inbox thì chúng em sẽ có một cái đội hỗ trợ để hướng dẫn làm sao cho các chị nhanh lấy lại cái sức của mình, hoặc là ví dụ như các chị tập như thế nào, tại sao lại bị đau, bị giãn cơ, bị nhức như thế. Và mong là chúng ta sẽ cùng nhau để xây dựng một cộng đồng thật là khỏe mạnh nha. Hẹn gặp lại các chị và các bạn vào video sau. Bye bye.